Các em thân mến, ngay bây giờ chúng ta cùng với thầy và tôi là Ha.vn đến với các ví dụ minh họa trong cái bài toán thủy phân hoàn toàn peptide nhé. Ví dụ đầu tiên, đề bài này. Chi peptide X có công thức như sau: H2NCH2CONH CH2CH3CONH Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X này ấy, trong 400 ml dung dịch NH1M. Người ta hỏi các em, khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch sau đứng này là bao nhiêu gam? Đây là các phương án hỏi chúng ta. Ok, ví dụ số 1. Do là chúng ta mới tiếp cận đến cái bài tập thủy phân peptide, vậy chúng ta sẽ đi làm theo lần lượt nhé, cách truyền thống này và cách giải nhanh thầy sẽ hướng dẫn chúng ta. Cách truyền thống là như thế nào ạ? Truyền thống là viết phương trình thôi. Cách 1, viết phương trình phản ứng. Viết phương trình phản ứng. Rồi nhá. Phương trình phản ứng các bạn hãy nhớ lại cho thầy này. Phương trình tổng quát của nó là gì? XN là như thế nào? XN là cái peptide nó có N gốc alpha amylosid được chưa? Thì khi đó chúng ta cần N, cái phân tử NaOH thì tôi sẽ được là gì ạ? Muối đúng không? Muối công thức là gì tôi chưa cần biết đi. Cộng với lại một nước. Các em nhớ cho thầy về tỷ lệ mol nhé. Một peptide được chưa? Một phân tử peptide này thì cần có N gốc thì cần N phân tử NaOH và khi đó là nó sẽ sinh ra một phân tử nước, được chưa? Hoặc là gì chúng ta cũng thể viết là như sau, hoặc là gì ạ, cái peptide có dạng là H này đúng không, NH CHR CO tất cả N lần, ok chưa, anh này là OH thì nó cũng cần là N anh NaOH để sinh ra muối và cộng với nước. Đấy, nhớ tỷ lệ mol này, một phân tử peptide này thì cần N phân tử NH và sinh ra một phân tử nước. Ở cái phương trình tổng quát số 2 này thì chúng ta sẽ nhìn thấy bản chất rõ hơn so với cách ở trên này. Được chưa? Cái phương trình nhá. Nào. H2N CH2 CONH CHCH3 CONH lại CHC3 tiếp COH. Các bạn nhìn nhanh cho thầy cái peptide này nó có bao nhiêu gốc đấy ạ? Nó là chi peptide, nó phải là chi là tiền tố là số 3 đúng không ạ? Vậy nó sẽ có 3 gốc rồi. 3 gốc là cái gì các em? 3 gốc là cái gì ạ? Đây, 3 gốc của ta đây. Đúng không? Gốc thứ nhất đúng không? Gốc thứ hai và gốc thứ ba đây. Gốc thứ nhất các bạn nhìn nhanh cho thầy này. Anh này chính là gly đây này, đúng không ạ? Nó là gly. Còn anh này gốc này chính là gì?